Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn một món bánh mì thịt rất là ngon Ở Việt Nam mình thì bánh mì thịt là số 1, rất là nhiều loại và rất là đa dạng Hôm nay mình sẽ hướng dẫn một món bánh mì là thịt ba gội muối Món này rất là ngon và rất là hấp dẫn, da giòn Bây giờ mời các bạn cùng vào bếp để tham khảo cái cách làm Nguyên liệu chính là thịt ba gội Thì mình chọn cái miếng này cỡ khoảng 1 kg 8 Thì mình làm như thế này thì các bạn có thể tiết kiệm được thời gian nè mình làm mình bán trong ngày cũng được và để hôm sau thì thịt vẫn ngon ok nha trước khi tẩm ướp cái phần thịt thì các bạn có thể dùng dao mình cắt vài lần như thế này để mình tẩm ướp gia vị nó được thấm gia vị hơn bây giờ như sẽ cho ra một cái khay và mình sẽ đi pha cái phần gia vị để mình tẩm ướp thành phần gia vị thì mình có là ngũ vị hương tiêu hạt niêm muối bột ngọt bây giờ thì mình sẽ trộn đều cái phần gia vị này lên sau đó thì mình sẽ đi ướp cái phần thịt mình sẽ để thịt ra một cái mâm hoặc một cái khay như thế này sau đó mình sẽ cho cái phần gia vị này lên bây giờ thì mình sẽ mang bao tay vào và mình sẽ massage cũng như mình làm cho cái phần thịt này nó đều cái phần gia vị thì sau khi mình massage đều thì các bạn chuẩn bị cho mình cỡ khoảng một ít hành tỏi và mình sẽ giả cái phần hành tỏi này cho nó dọc ra như thế này và mình sẽ cho vào và mình sẽ tẩm ướp luôn. Và cái thời gian mình tẩm ướp cái phần thịt này nè, nếu có thời gian thì các bạn có thể ướp để qua đêm. Còn không có thời gian thì các bạn có thể ướp cỡ khoảng một tiếng đồng hồ để cho cái phần thịt nó thấm gia vị để khi mình làm cái món ăn lên nó thiệt là ngon và nó đậm đà. Trong thời gian chờ cái phần thịt nó thấm gia vị thì mình sẽ đi làm cái phần đồ chua đó các bạn. Đồ chua thì tùy vào các bạn có thể là mình làm củ cải trắng hoặc là củ cải đỏ hoặc là dưa leo thì xu hào tùy theo cái sở thích của mình nha. thì nhí muốn làm ba loại để cho nó đa dạng màu sắc, mình sử dụng dưa leo, củ cải, cà rốt. thì những cái loại rau củ này thì mình sẽ cắt nhỏ sợi cỡ cái đầu đũa nhỏ ăn là được. tuy nhiên thì các bạn cũng có thể mình bào sợi nhỏ cũng được. thì sau khi cắt xong như thế này thì mình sẽ pha giấm đường. thì cái nước này là nước mà mình nấu sôi để nguội, mình sử dụng là một phần giấm ba phần nước và đường cũng như cái công thức định lượng cụ thể mình sẽ để ở phần thông tin cho các bạn mình sẽ khuấy đều lên và mình sẽ cho vào cái thao để mình ngâm và cái thời gian mình ngâm cái đồ chua này mình ngâm cỡ khoảng tầm một tiếng là mình sử dụng được nha sau khi cái phần thịt mình đã ướp nó thấm gia vị rồi thì bây giờ nhí sẽ dùng những sợi dây chì nè mình cố định lại giống như mình bó cái phần thịt ba gọi này lại và mình cho vào trong cái nồi mình hấp và cái thời gian mình hấp cái khối thịt này nè thì các bạn hấp ở khoảng 40 đến 45 phút tùy theo cái cục thịt của các bạn làm nó nhỏ hay nó bự thì sau khi mình hấp được khoảng 45 phút thì lúc này cái thịt ba gọi đã chín thì bây giờ như sẽ tắt lửa và mình sẽ gỡ cái phần dây kẽm ra và các bạn có thể dùng cây nĩa nè mình xâm nhiều lên trên phần da để khi mình chiên cái phần da nó không có nổ nó không có bị văng dầu nè thứ nhất thứ hai là cái phần da nó sẽ được giòn giống như cái thịt quay vậy đó nó giòn rất là lâu luôn nha các bạn các bạn xăm càng nhiều càng tốt thì sau khi xăm xong các bạn có thể rửa lại và mình dùng khăn giấy mình lau khô cái phần da đi bây giờ thì mình sẽ đem đi chiên nha và cái kỹ thuật chiên để cho cái phần da này nó giòn lâu thì các bạn đun cái phần dầu này cho nó nóng lên cỡ khoảng 100 độ sau đó mình múc qua từng vá dầu mình sối lên cái phần da mình sối cho cái phần da nó nổ đều hết nó bông lên màu trắng hết như thế này thì sau đó các bạn sẽ cho cái khối thịt vào mình chiên thì khi mình chiên thì các bạn lưu ý mình để ý cái phần thịt nó vàng thì mình sẽ trở bề lại và cái lửa thì các bạn để cái lửa trung bình cho mình mình chiên như thế này thì cái khối thịt nó không có bị xém cạnh cái phần dưới nè và nó giúp cho cái thịt vàng giòn rất là ngon nha khi nó vàng như thế này thì mình sẽ lấy cái phần thịt ra đây các bạn cái thịt ba gội muối nó rất là giòn luôn thì bây giờ nhí sẽ cắt thịt ra nha ở việt nam mình thì có rất là nhiều loại bánh mì bánh mì xíu mại bánh mì thịt bánh mì chả bánh mì heo quay thì ngoài những cái loại đó thì các bạn cũng có thể tham khảo cái bánh mì từ cái thịt ba gội muối này như thấy nó rất là ngon và rất là tuyệt vời luôn cái phần da thì nó giòn không khác nào cái thịt heo quay luôn các bạn nên các bạn có thể làm cái món này để mình có thể kinh doanh hoặc là mình có thể làm cho gia đình mình ăn cũng rất là ngon thì mình chuẩn bị một ít dưa leo sẵn một ít hành ngò chẻ nè sau đó mình sẽ cho vào ổ bánh mì và mình ship cái thịt uh, ba gội muối lên rồi đồ chua thì cái đồ chua này khi mình ngâm nó đủ chua rồi thì các bạn vắt cho nó khô nước thì sau đó mình sẽ cho hành ngò lên ớt lên rồi nước tương rồi tương ớt do mình cũng không có thích ăn cái sốt mayonnaise với lại cái 3t nên trong clip này nhí không có thêm vào bạn nào mà kinh doanh hoặc là bán thì có thể thêm hai cái nguyên liệu sốt đó vào để cho những cái món bánh mì nó được hấp dẫn nó tăng thêm hương vị nếu các bạn yêu thích cái món ăn này thì nhớ nhấn like giúp nhí chia sẻ cái clip này rộng rãi để bạn bè người thân được xem bạn nào lần đầu tiên đến với kênh thì nhấn nút đăng ký kênh các bạn nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất khi nhí ra clip mới bây giờ thì mời các bạn cùng ăn thử nha. Sau khi mình trải nghiệm cái món bánh mì này thì mình thấy nó rất là ngon nha. Cái nguyên liệu đầu tiên là cái thịt ba gội muối mình ăn thì nó rất là đậm đà gia vị nè và cái phần da thì rất là giòn. Còn có phần đồ chua thì cũng rất là thơm. Nói chung là mình thấy cái món bánh mì này cũng rất là ngon. Các bạn có thể tham khảo để mình nấu hoặc là mình kinh doanh cũng được. Còn bây giờ thì như xin chào và hẹn gặp lại các bạn những chương trình tiếp theo. Bye bye các bạn.